xem cùng Linh Linh. TikTok tháng 9 vừa rồi có gì? Em lên trả bài cho thầy nha. Đứa nào lấy bài của thầy lên trả cho thầy đi, có đâu ngày nào thầy cũng vô thầy đòi hết kìa. Cái bài kiểm tra này tôi cho quá là dễ luôn mà mấy em làm nửa lớp dưới trung bình, tôi không hiểu mấy em luôn. Chắc thầy quên mình là giáo viên mới thấy dễ chứ học sinh đâu có thấy dễ. Mấy em chép bài bằng tay hay là bằng miệng mà lúc nào tôi cũng nghe mấy em nói hết vậy? Thì chép bài bằng tay, miệng rảnh mới nói chuyện nè. Như các em đã biết thì biết rồi còn học chi nữa trời, như chúng ta đã biết là biết hết rồi. Cái lớp này tuần nào cũng vệ sinh dơ hết, các em phải xem trường lớp của mình như là nhà của mình vậy đó. Xem như nhà của mình mà ngủ bị la, xem như nhà của mình mà đi vệ sinh cũng phải xin nữa. Các em sau đây lên bảng kiểm tra miệng. Lớp học chứ có phải nhà khoa đâu mà kiểm tra miệng hoài. แบบ น้องๆ อ่ะ ตอนนี้จริงผมมองพี่เอิร์ธได้ฟิลเตอร์โผล่น้องข้าวอ่ะอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวอ่ะอยู่ข้าวเนี่ยเนี่ยเขาชอบเล่นเป็นไรอยากได้อะไรก็ฉันเข้าให้หน่อยดิฉันเข้าให้หน่อยดิอยู่ข้าวDép Lào. Dép lô. Dép Lào. Lô. Thôi dẹp mẹ luôn đi, dép lô. Đây là một dép lô. Thật sự là không thể chấp nhận được. Tại sao là không đọc là dép Lào mà cứ đọc là dép lô thế nhờ? Có khi nào mà em vô cái tiệm bán dép mà em nói chị ơi bán cho em cái lô, chị có cái lô không? Coi bà có bán như mặt mẹ không? Dép Lào người ta họ đi làm người nông dân á. Ủa bộ những ngành nghề khác không được mang dép lồ hay sao? Tại sao quá bất công như vậy? Những ngành nghề khác tự nhiên mang đôi dép lồ vô mất cái lồ hay gì? Nông dân họ mang dép liêu cũng được nè. Ủa mắc gì mang không được, có chân thì mang thôi. Ủa sư canh 80 lán. Thôi rồi đúng không? Let's go! Hôm nay tôi sẽ lan tỏa năng lượng may mắn này đến mọi người. Này có ngày mà sương mờ phủ lấy tình yêu này, ta cũng phải đợi nắng lên. Xin chào, xin chào. Thăm lây à? Xin để sai. Thăm lây sai đứa cần nhỉ? Hơi nhớ. Nè tỉ đứng ăn lên á. Nó ngân lượng đen đi. Nó ngân lượng đen. Anh đi lòng đủ mà, khuẩn đủ mà. Ừ. Hơi. Lòng đủ, lòng đủ. Bài một lát rồi cho mình sang. Mày một lần. มีสีม่วงชมพูฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราคนแล้วจะกลายเป็นสีอะไรเขาทำสวยๆคนเลยน้องเมย์ทำมาตั้งใจนะเขียวสีฟ้าเนี่ยปกติแล้วผมได้สีอะไรไม่ร้องนะจ๊ะขอร้องเลยนะเอ๊ะลายอาหารของฉันเลยช่วยหอยได้กว่าเหมือนร่างมือโยมิงงอ่ะเตตะวันวิหกรัตครับนิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณพีรวัตรแสงโพธิรัตครับผมสิงโตปราชญาเรืองโรจน์ครับผมรบายเขาชิรวีชิวอารีครับวินครับเมทวินโอภาสเดียมขจรครับทูวินตั้งศักดิ์ยืนครับและปอนราวิทย์นะครับผมผมโอ๊ตพีรพัฒน์ครับผมมิสาภาพครับผมกันอัธพันธ์ภูนสวัสดิ์จุมพลอดุลกิติพรฝ่ายจังได้ละใจที่thành công
rằng may mắn tìm được nhau. Nào ngờ đâu đất đoạn dây ta, trái kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận. Hẹn em kiếp sau sẽ không để lạc mất nhau, nắm tay đi với cuối đời. Kiếp này chỉ mong thấy em một đời an nhiên. Girl so fine, but her breath is like. She say she wanna dance, but she don't know how to. I'm iced out, ooh, looking like a star. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no pants. ดูแล้วนะเป็นบริกรรมเออคุณวินคุณผมให้เวลา30วินาทีไม่ได้ใช้ปอนพี่ไม่เคยโดนใส่ปอนสีเขียĐà Phật. Bổn cung sao có thể nói những lời tạo nghiệp như vậy chứ? Jika bisa begini. Aroy. Maka bisa begitu. Aroy. Jika bisa begini. Ma, leo kwa la. Ey, ma, cha kwa la. Ey, ey, thuk leo. Ma, cha kwa la. Bisa begitu. Min sak sok, hei, min sok sak, hei, thuk leo. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. I'm the Alpha, the Omega, everything in between. Oh, ride with the mob, up to Allah. Check you and me, in with your job. Wrist icicle, ride deck bicycle. I'm true, yo. Get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle. แอบรักเพื่อนเลยเนี่ยแอบรักน้องเดียวtáng trần và những pha lách kịch bản.ใช่ไหม
Đầu tiên bạn hãy bật to âm thanh nhất có thể. Xong chưa? Giờ thì chiêu thôi.